vì lắm. Xin chào các bạn, hôm nay bạn Mía được đi trải nghiệm đua xe F1 thu nhỏ ở Go-Kart Việt Nam. Khu Go-Kart này nằm ở khu sinh thái Đầm Trành, Thạch Bàn, Long Biên, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, cũng không xa lắm đâu các bạn nhé. Xe Go-Kart được vận hành bằng động cơ 2 thì có trọng tâm thấp, tránh cho trường hợp bị lật xe khi không có cân bằng điện tử. Chiếc xe này được thiết kế phù hợp cho những người mới tiếp xúc với tốc độ. Độ tuổi phù hợp để chơi bộ môn thể thao này là từ 13 tuổi trở lên các bạn nhé. Đối với các bạn nhỏ hơn chưa thể tự điều khiển xe thì có thể ngồi cùng xe do bố mẹ lái để trải nghiệm cảm giác như bạn Mía. Tuy nhiên chỉ nên đi chậm thôi các bạn nhé, vì ngồi như thế này không an toàn lắm đâu. Mía ơi, con đi chơi có vui không? Có. Con có thích đua xe không? Có. Thế con biết lái xe chưa? Chưa. Con có bằng lái xe chưa? Chưa. Mía ơi, thế trước khi lái xe thì mình phải đội mũ gì nhỉ? Đội mũ bảo hiểm. Để làm gì? Để cho không bị đập đầu. Mía ơi, Mía đi có thích không? Dạ. Mía đi xe màu gì? Màu xanh nước biển. Chị đi xe màu gì? Màu đỏ. Chị thắng. Em chị. Cố lên, cố lên, cố lên. Mai, hôm nay con đi chơi có vui không? Có. Cảm giác của con lúc đua xe thế nào? Con thấy như kiểu là hơi run bởi vì đi nhanh quá. À, đi nhanh quá. Thế mà con thích đi nhanh hay đi chậm? Con thích đi nhanh ạ. À,